Bruyne sinh ra là để làm những điều đặc biệt trên sân cỏ. Không phải bỗng nhiên anh được Pep Guardiola ví như một người tài giỏi nhất. Dù vị chiến lược gia này là thầy cũ của Lionel Messi, De Bruyne dùng thứ bóng đá đỉnh cao của mình để nói lên tiếng lòng. Nếu Gotham có Batman chuyên trừng trị kẻ ác, giữ bình an cho thành phố với tấm mặt nạ bí ẩn, thì City có De Bruyne, người không mang danh vọng, luôn quan niệm giúp Man City chiến thắng là đủ. Trước khi vào clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé! Đẳng cấp và sự toàn diện của Kevin De Bruyne đang ngày càng trở nên đáng sợ với mọi hàng thủ phải đối đầu với anh. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại top 10 hoặc có thể hơn thế là những lần tỏa sáng của ngôi sao người Bỉ khiến cả thế giới bóng đá phải ngã mũ thán phục các bạn nhé. Lên đường thôi nào! Đứng trước quả đá phạt với góc sút tương đối thuận lợi, Kevin De Bruyne với cú đặt lòng không thể chê vào đâu được đã ghim thẳng trái bóng vào khung thành Barcelona. Quỹ đạo của bóng đã vượt xa tầm với của thủ thành Marc-André Ter Stegen, nên quả bay người kia chỉ mang tính chất thủ tục thôi ha. Chọc khe cái là biết De Bruyne liền, chuyền cho Sterling, xong rồi chân sút người Anh lại nhả bóng cho Kevin. Hơi tiếc là cú ra chân cuối cùng, dù đã khiến Ter Stegen chôn chân đứng nhìn, nhưng mà bóng lại đi ra ngoài khung thành chỉ trong gang tấc. Kevin De Bruyne chính là người phát động tấn công với pha chọc khe ảo diệu. Còn lại thì mọi thứ dễ dàng rồi, Ilkay Gundogan dễ dàng đệm bóng vào lưới, tạo thêm niềm vui cho các cổ động viên Man City. Thêm một lần nữa, De Bruyne lại được đứng trước một quả đá phạt. Tuy góc sút lần này không có được thuận lợi cho lắm, cơ mà vẫn khiến thủ thành Alisson Becker vất vả cản phá. Xem ra cũng là một lời đe dọa gắt gao vậy ha. Và còn ai khác vào đây nữa, chính Kevin De Bruyne là người tung ra đòn kết liễu cuối cùng, nhấn chìm mọi hy vọng đi tiếp của Brazil. Sau nỗ lực của Romelu Lukaku, bóng tới chân của De Bruyne, nhạc trưởng đang chơi cho Man City tung cú đại bác sấm sét sẽ toàn mảnh lưới của Alisson lần thứ hai khi mà trận đấu chỉ bước sang phút 31. Video này cho ta thấy khả năng xuất phạt của De Bruyne cũng thuộc dạng okela luôn ấy chứ. Cơ mà lần này thì trái bóng đi lực hơn nhiều, cho nên thủ thành Courtois dễ dàng hóa giải. Nhưng mà đến quả này thì ông củ tỏi đỡ hội tôi cái. Quả dứt điểm cháy lưới Chelsea cũng là đội bóng đã từng rũ bỏ De Bruyne trong quá khứ. Rồi pha ăn mừng cuồng nhiệt đã cho thấy ngôi sao người Bỉ cay Chelsea, hay nói đúng hơn là người bạn từng thân Courtois như thế nào. Dù phải thi đấu trên sân nhà của PSG, thế nhưng Manchester City mới là câu lạc bộ vươn lên dẫn trước. Phút 38, tiền vệ mang số 17 tung cú sút uy lực sẽ toàn mảnh lưới đội bóng nhà giàu nước Pháp. Trở về thánh địa Etihad, Kevin De Bruyne khiến PSG ngợp liền, làm chút kỷ viện chào đón vị khách này nha. Rồi rồi, chính De Bruyne trở thành người hùng của trận đấu, định mệnh đưa đẩy rồi bà con ơi. Lại thêm một pha dứt điểm từ xa vào phút 76, mở tỷ số trận đấu lượt về và đóng hòm luôn PSG, đưa Man City vô thẳng bán kết. Mấy người nghệ sĩ nhà hát đối đầu với De Bruyne mà vẫn diễn thái cực quyền chậm chân thế này thì bị ăn hành là phải rồi. Ngôi sao người Bỉ xin nhẹ một vài lập công trước tiên nha. Cảm ơn các diễn viên. Hơi đen một chút xíu là pha ra chân của Kevin, chỉ đưa bóng đi đập trúng cột dọc. Nhưng mà không có vấn đề gì anh tôi, Iheanacho đã có mặt và tính ngay cho De Bruyne kiến tạo nha. Gặp Arsenal là đúng cái bài rồi đấy.
Thế thì xin phép cho De Bruyne làm nhẹ một bàn trước đi ha, cháy lưới luôn ấy chứ. Cứ ghi bàn xong kiểu là sợ người ta quên mất sở trường của mình ấy, nên là cứ kiến tạo vội thôi Kevin. Đường truyền dọn cổ như thế này rồi mà ông Sterling không ghi bàn được nữa á. Chắc là trận sau cho lên ghế dự bị ngồi ok. Thôi cứ đang xen công việc làm người hùng nha. Vừa kiến tạo xong rồi, giờ thì làm thêm bàn nữa để mà hoàn tất cú đúp. Nhẹ nhàng như vậy chứ hả De Bruyne. Đứng giữa vòng vây của các cầu thủ phòng ngự bên phía Real Madrid, thế nhưng De Bruyne vẫn không hề nao núng. Ngôi sao người Bỉ xoay người tạt bóng chính xác để Gabriel Jesus đánh đầu ghi bàn cho Man City. Và rồi màn trình diễn siêu hạng của De Bruyne ngay tại thánh địa Bernabeu của Real được hoàn thiện khi mà tiền vệ này thực hiện thành công quả 11m vào phút 83, ấn định chiến thắng dành cho các vị khách đến từ xứ sở sương mù. Tiếp tục là Kevin De Bruyne đứng trước quả 11m và vẫn như mọi khi, lưới của Liverpool đành phải rung chuyển thôi. Thủ thành Alisson đã bị đánh lừa hoàn toàn. Đập nhã bóng một chạm nhuần nhuyễn và Kevin đã kiến tạo cho Phil Foden một đường không thể thuận lợi hơn, giúp tài năng trẻ người Anh có cho riêng mình một bàn thắng. Ồ, thế là đã 3-0 rồi à? Thôi thì kiến tạo nốt cho Sterling ghi bàn quyết định đi. Cơ mà hơi đáng tiếc là Alex Oxlade-Chamberlain lại tranh phần. Quyết phản lưới nhà còn hơn để mà đối thủ nâng cao thành tích cá nhân. 4-0 cho Man City và một kiến tạo cho De Bruyne. Còn Sterling thì hơi nhỏ nha. Đây mới thực sự là cú chốt này, một pha nửa treo bóng nửa dứt điểm cực khó chịu của De Bruyne và thế là lưới của PSG lại rung lên nữa rồi. Thôi thì để lại tấm vé chơi trận chung kết cho Man City giùm đi nha. De Bruyne tạt quả góc như vậy đã giòn chưa bà con? Chắc chắn là phải giòn rồi, lại còn khéo đến đúng đầu của thanh niên Nando cao to nhất đội, không ghi bàn hơi phí. Kiến tạo nhiều rồi, giờ được đồng đội đáp lễ có gì căng. Đó đó, De Bruyne trực tiếp xé lưới đối thủ nè, Inter có thấy đắng lòng không? Mở đầu video này bằng một bàn thắng sút phạt, vậy thì còn cái kết nào đẹp hơn khi mà Kevin cũng làm được điều tương tự, mà lại là góc sút còn không quá đẹp cơ. Nhưng mà một khi đã vào form thì Kevin bảo chấp hết mọi khoảng cách, cháy quá anh dài ơi. Cơ mà vẫn chưa phải là kết bài đâu nha mọi người. Vừa rồi là top 10 cộng những lần Kevin De Bruyne thể hiện kỹ năng chơi bóng đỉnh cao khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe nha.